À, hello tất cả bạn nha. Hôm nay tiếp tục chúng tôi sẽ giao dê về tỉnh Quảng Bình và Nam Định nha bạn. Giao 70 con dê giống nha bạn. Dê rất là nhiều dê luôn. Xe tải chở trong này 70 con nha bạn. Đấy, dê Bách Thảo. Dê bỏ xe tiếp tục cho đủ số lượng nha bạn. Đấy, dê. Đây, bỏ dê lên xe bạn. Rồi, bỏ dê lên xe, vô. Ok, cho bạn xe bạn. Đấy, các bạn cần mua dê giống cho thịt liên hệ trực tiếp cho chúng tôi nha bạn, qua số điện thoại hotline 0938 897 099 nha bạn.